Theo quan điểm của một nhà thiền học, việc thức giấc giữa 3 giờ đến 5 giờ sáng có thể mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đây là khoảng thời gian mà bức màn che giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh trở nên mỏng manh nhất, tạo điều kiện cho chúng ta kết nối với nguồn năng lượng vũ trụ và tiềm thức sâu thẳm bên trong. Dưới đây là 3 cách để bạn tận dụng sức mạnh từ vũ trụ trong khoảng thời gian đặc biệt này. 1. Thiền định hoặc thực hành chánh niệm. Đây là thời điểm lý tưởng để thiền định hoặc thực hành chánh niệm do tâm trí thường ít bị sao nhãng bởi những suy nghĩ dẫn dơ. Hãy dành 15 đến 30 phút để tĩnh tâm, hít thở sâu và tập trung vào cảm xúc hiện tại của bạn. Bạn có thể sử dụng các bài thiền định có hướng dẫn hoặc đơn giản là ngồi yên lặng và quan sát dòng suy nghĩ của mình. Việc thực hành thiền định vào thời điểm này có thể giúp bạn kết nối với bản thân sâu sắc hơn, nhận thức rõ ràng hơn về suy nghĩ và cảm xúc của mình, đồng thời mở ra cánh cửa để đón nhận những thông điệp từ vũ trụ. 2. Ghi chép nhật ký giấc mơ. Nếu bạn thức dậy và có thể nhớ được những giấc mơ của mình, hãy ghi chép lại chúng vào sổ nhật ký. Giấc mơ có thể mang đến cho bạn những thông tin quý giá về tiềm thức và những vấn đề mà bạn đang trải qua trong cuộc sống. Việc ghi chép và phân tích giấc mơ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, giải quyết những mâu thuẫn nội tâm và tìm ra hướng giải quyết cho những khó khăn mà bạn đang gặp phải. 3. Cầu nguyện hoặc thực hành nghi thức tâm linh. Đây là thời điểm thích hợp để cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn và kết nối với nguồn năng lượng cao hơn. Bạn có thể cầu nguyện cho bản thân, gia đình, bạn bè hoặc cho bất kỳ ai mà bạn quan tâm. Việc thực hành nghi thức tâm linh có thể giúp bạn cảm thấy bình an, thanh thản và kết nối sâu sắc hơn với vũ trụ. Ngoài 3 cách trên, bạn cũng có thể dành thời gian để đọc sách tâm linh, nghe nhạc thiền hoặc đơn giản là dành thời gian cho bản thân trong sự yên tĩnh. Hãy nhớ rằng, thức dậy giữa 3 giờ đến 5 giờ sáng là một món quà quý giá từ vũ trụ. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để kết nối với bản thân sâu sắc hơn, đón nhận những thông điệp từ vũ trụ và khai mở sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn. Lưu ý rằng, đây chỉ là những gợi ý dựa trên quan điểm của một nhà thiền học. Bạn có thể lựa chọn cách thức phù hợp nhất với bản thân và niềm tin của mình. Điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy thoải mái và bình an khi thực hành những nghi thức này.